Em chào các bác nhé, lại là em đây. Hôm nay thì trời mưa các bác ạ, nhưng mà hiện tại bây giờ em đã vào đến rừng thì 8 giờ hơn rồi. Thì bây giờ nó cũng mưa, nó cũng ngớt rồi. Thực ra thì trong quá trình mà em vào đây thì em cũng rất là ngại, quá trình mà em đi rừng ấy. Tại vì mưa mà em vẫn đi, thì mọi người ở xung quanh ấy, ở quạnh đường ấy thì có rất là nhiều công trình người ta làm đường này, người ta đang thi công đường này, và là có rất là nhiều người, người ta ở nhà ở cạnh đường ấy. Thế là người ta nhìn em cái kiểu như là không biết là con này nó có dở hay không ạ, mà sau mưa này nó vẫn đi rừng. Thực ra nói thật với các bác là em biết là mưa rồi nhưng em vẫn đi rừng vì lý do, vì sao ạ? Đi hái thuốc vì sao ạ? Bởi vì là em đi lấy cây thuốc ấy ạ. Hôm nay thì em sẽ đi tìm giống những cây thuốc như cây cỏ gió này, cây cỏ gió này, cây thuốc nào mà em nhìn thấy em sẽ lấy mang về trồng ấy ạ. Bây giờ thì em vào đến đây thì em thoải mái nói to rồi, em không sợ gì cả. Không có, em khẳng định với các bác là ở cái khu rừng này không bao giờ có một người nào vào đây cả, cái thời điểm này chỉ có em thôi. Thì em thoải mái em nói to rồi, em không ngại rồi. Chứ còn đi đường thì em ngại. Thì em vào đây em tìm cây thuốc thì rất là may các bác ạ. Đúng là mình chịu khó thì mình chịu khó ấy, mình cứ chịu khó thì nó sẽ được đền đáp. Cái bao tay thì bẩn hết rồi, em bỏ ra thì em mới cầm cái điện thoại được. Thực ra mình và mình chịu khó thì sẽ đền đáp, bởi vì là em đi từ 7 giờ thì 8 giờ em mới đến rừng được. Mà em thẳng đi cơ, mà em đi vào rừng, khu rừng này luôn. Khu rừng già này luôn để mình lấy cây thuốc, tìm cây thuốc ấy, bởi vì mục đích là tìm cây về để trồng mà các bác. Mục đích là mưa thì tìm cây về để làm bầu thì để trồng. Thì em cũng đã vào đến đây và em đã gặp cây thuốc luôn. Đấy, vừa nói thì em cũng đã nhổ thêm một cây nữa. Các bác từ từ nhé, bác đợi em một chút nhé, em cho các bác xem. Đó, nó cái này đây, nó liền ở đây rồi, thì nó sẽ chặt đây. Đây ạ, đây các bác nhận ra cây gì chưa? Đây ạ, đây là cây hoàng đằng, một trong những cái vị thuốc rất là quý và hiếm. Bây giờ nó không có rồi, bởi vì ngày trước là khai thác nhiều quá. Đấy, nhưng mà may quá là em lại vào đây lại gặp được một bái, phải gọi là một bái luôn các bác. Đây đó, này em vừa kéo lấy đây này. Đây, cái lá của nó này. Đây, như các bác biết cây thuốc hoàng đằng. Cây thuốc hoàng đằng nó là một cây thuốc để chữa bệnh dạ dày, chữa bệnh gan. Và bệnh làm cho sáng mắt. Và một cái điều đặc biệt nữa là bác nào có trẻ con ấy, nhà có trẻ con mà nhà con nhỏ ấy, con nhỏ thì bị viêm tai dứa, bị thối tai ấy, tai bị nước vào ấy, thì lấy cái này. Lấy cái củ của nó, rửa sạch đi. Thái ra. Tán nhỏ thành bột, bôi vào tai thì tai nó sẽ không bị thối nữa. Nếu không được thì sẽ đun thật đặc và để bôi vào tai cho những cái trẻ con mà bị ngứa ấy. Ngoài ra thì chữa bệnh dạ dày và bệnh gan. Bài thuốc chữa bệnh dạ dày và bệnh gan, riêng đang đau bụng nhá. Đau bụng quằn quại, mà đau bụng mà đau do dạ dày hoặc là do ăn uống tiêu hóa không được ấy, thì chỉ cần lấy một cái đoạn này về đun thôi. Đun uống thôi, nó dịu luôn. Tuy nhiên, nó là một trong những cái vị thuốc của dạ dày thôi. Còn nếu mà để mà lấy một cây thuốc về trồng thì chắc chắn là trong gia đình nên dùng cây này. Bởi biết vì sao không ạ? Bởi vì chỉ cần mình bị đau bụng thôi thì mình sẽ đào lấy một cái đoạn rễ của nó về, mình đun nước mình uống luôn tại đấy. Cái thứ hai nữa là bị viêm tai dứa này, thối tai này và bị bệnh gan vàng da ấy, thì mình cũng sắc cái này uống. Cái này là một cái liều kháng sinh tự nhiên. Ví dụ như các bác bị thối dứa ở thịt ở chỗ nào ấy thì các bác cũng tán bột nó ra xong các bác rắc vào đấy. Nó là kháng sinh tự nhiên mà, nó là vị thuốc kháng sinh tự nhiên. Vì nó rất là quý và hiếm rồi cho nên là trời mưa thì em cũng cố gắng để em đi tìm về để em trồng. Và em được khá nhiều đây này các bạn. Đây là toàn cái gốc nó có thể trồng được nhá. Tuy nhiên là cái gốc này để mà đảm bảo nó sống được 100% ấy thì về nhà phải lập tức để làm bầu nó vào ngay thì nó mới sống được. Có nghĩa là chút nữa em về thì em sẽ không nghỉ nữa mà em sẽ phải làm bầu nó vào. Nhá, làm bầu nó thì nó mới sống được. Chứ còn nếu mà bây giờ như thế này thì nó cũng có khó sống lắm. Đấy, nó là cây rừng mà. Mang về mình làm bầu vào thì nó sẽ dễ sống. Cây hoàng đằng thì rất là nhiều bạn không biết cây hoàng đằng. Cây hoàng đằng gọi tiếng Tây là cây lá khem nhá các bạn nhá. Nó cây lá khem này này, đây cái lá của nó này. Lá nó như lá rau buộc hai á, nhưng mà nó sẽ xanh hơn. Tuy nhiên em không cần phải phân tích cái lá cho các bác như nào đâu. Cho các bác một đặc điểm rất là đơn giản, không bao giờ là các bác lạc được. Đây. Thấy cái rễ, cái cây, cái thân của nó đâu nhỉ? Đây, lấy một cái thân ở lên đây. Đây nha các bác nha, đây một thân nha. Đây. Đơn giản là các bác lấy dao về bập vào, nó vàng khè như này nha các bạn nhá. Đấy. Vàng khè và khi ngửi là nó có mùi kháng sinh rồi. Không bao giờ lạc qua đâu được.
Còn cái lá của nó thì đúng là giống giống lá rau bồ khai, tuy nhiên có một cái loại giống như thế hết. Nhưng nó không phải cái này, mà trong nó trắng thì nó không phải là cây hoàng đằng là phải là cái này. Nó thật sự rất là quý. Mà nó không còn rồi. Đây, mục đích của em đi em lấy cả bao đi đây các bạn, đủ sẵn cái bao đâu phải mua cái túi nải không đâu. Cái gì đây? Có rất là nhiều cây rất là lạ. Khỏi cây này. À, chút nữa thì em sẽ đi rất là nhiều bởi vì ở đây có cỏ gió. Em sẽ đi tìm cả cỏ gió nữa, cỏ gió về để bán nữa. Bác nào mà lấy thì cứ liên lạc với em nhé. Lấy giống cây thì hôm nay, bác nào mà muốn lấy giống cây gì thì hôm nay khi em đăng video lên thì các bác gọi điện cho em nhé. Tại vì về em sẽ làm bầu, em sẽ gửi để cho các bác. Để các bác trồng bởi vì là tí nữa em đi em thấy lấy, em thấy lấy nữa mà. Nó không còn, nó không phải là mỗi cỏ ở đây đâu. Đấy, tí nữa em sẽ đi lấy nữa để ở đây. Nhiều cây. Vì mưa cho nên mới đi lấy các bạn. Mưa cho nên vào rừng để lấy thì nó sẽ ấm như này thì mình về đến nhà mình làm bầu thì nó không chết. Đây, ngoài ra trên lúc này em trên đường về em được bằng lấy cây này. Mà lúc này có chỗ đất ấm em còn làm cái bồ nó luôn đây này các bác. Đây 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 các bác. Đó. Thấy thấy chưa? Nếu mà như thế này thì nó không bao giờ chết được các bạn. Đây. Đấy, đây này em nặn. Đây này các bác. Đây là cái gì các bác? Đây là cái gì? Cái phèo phả đen là cái gì em quên mất tên rồi. Đại bi đỏ. Cái đại bi đỏ mà một trong những cái vị thuốc trong bài thuốc đắp xương khớp mà không thể thiếu được này. Tê vì chân tay này, cái này mang về tắm mà ở trong nhà mình có mấy cây cũng rất là tốt, tắm cũng rất là thơm. Cái đây là cái đại bi. Em được mấy cây thì kiểu em thấy ở đâu thì em nhổ vào, em bóp đất vào cái chỗ nó mưa mưa ướt đấy này. Em làm bầu luôn đây này. Cái kiểu vậy này. Đấy, đây, làm bầu luôn này các bác. Đây. Hôm nay thì xác định là em gia đình là em sẽ đi lấy cả bao được một bao giống này mới về. Tại vì hôm nay đi có thấy cây thuốc thì chắc cũng ơi bị ho, uống nước lạnh là bị ho. Đây cái sói rừng này này các bác. Đó, đây cái sói rừng này. Tại vì cái sói rừng nó cũng là thuốc đắp thuốc cái tiêu viêm rất là tốt, có thể làm chè được nữa, cho nên là đây. Em thấy nó ẩm ẩm em lấy đất em bóp vào làm bầu luôn đây này. Đấy các bác thấy chưa? Còn bây giờ là em sẽ đi vòng ở chỗ này. Cái chỗ này là cái rừng, khu rừng này nó thuộc rừng già, thuộc nó xa lắm. Các bác nghe này. Đấy, chim kêu, chim kêu kiểu. Gọi là cái chỗ này thì nó không có người đến ấy. Ngày xưa người ta khai thác nhiều ấy. Ngày thường người ta khai thác kiểu bán ồ ạt bán đi Trung Quốc ấy. Thì bán đi rất là nhiều. Bây giờ thì mình sẽ mình sẽ đi lấy những cây con của nó ấy. Những cây to của nó thì không có rồi đúng không ạ? Cây to thì nói thật với các bác là cây to thì bây giờ nó không có nữa đâu. Làm gì còn có cây to nữa bởi vì họ chặt hết rồi. Đúng không ạ? Họ lấy hết rồi, khai thác hết rồi. Lúc trước thu mua kiểu như ngày xưa còn chưa bị cấm như bây giờ ấy thì họ đã khai thác, họ mua thành xe ô tô, thành xe ô tô thì bây giờ mình làm gì mình có nữa đúng không? Nên là bây giờ là đi lấy cây kiểu như là thì kiểu như là lấy rễ nó về trồng thôi. Nhưng toàn những cây thuốc quý để mang về để trồng nó không qua đâu được. Cái trồng cái này trồng ở góc vườn hoặc ở chỗ nào ấy nó ẩm nó mọc lên thì lúc nào mình có để sử dụng đúng không? Đấy các bác ơi, em cứ tưởng là trời nó sáng ra nhưng hóa ra trời nó tối và chắc nó lại mưa tiếp rồi. Tôi kể thôi chứ bây giờ vào đến rừng thì mưa ướt thì cũng chấp nhận thôi. Chứ chẳng lẽ bây giờ lại mưa ướt lại chạy đi ra hả? Mà em cũng chẳng đi ra đâu, đi ra đi về không là ướt hết chẳng được cái gì, người ta lại cười cho. Lúc nãy đi thì người ta đã mắt tròn mắt dẹt. Người ta quan sát rồi. À em khi mà em vào rừng như thế này em nói chuyện ở với điện thoại thì em rất là thoải mái, nhưng mà khi đi đường em cũng cảm thấy em ngại các bác ạ. Tại vì sợ họ bảo là con này nó dở hơi hay sao ấy. Mưa thế này cũng đi rừng hay nó có vấn đề gì, suốt ngày đi rừng hái thuốc suốt ngày với cây thuốc thì chắc nó có vấn đề rồi, em cũng ngại kiểu nghĩ vậy á. Thế là em đi theo đường em ngại thôi, chứ còn em vào rừng em không ngại đâu. Em có hai bạn hộ vệ đi theo nhé. Ở thế này ở vắng tanh trong rừng này không phải đâu. Đây có hai bạn hộ vệ nào cũng đi theo nhé. Kia ơi, Lích ơi. Kia ơi. Lích ơi, Kia ơi. Ki, Lích. Lích đâu rồi, Ki đâu rồi đấy? Các bác nhìn thấy chưa? Được, không phi xuống đấy. Đấy. Thấy chưa các bác? Hay ở chỗ là lúc nào cũng có hai bạn đi theo ở xung quanh này, có hai bạn cứ ở đây thôi. Chẳng sợ có gì cả. À, uống tối mà uống nước đá xong sáng đi nó sẽ bị ho. Ho khạch khạch suốt rồi. À vậy thôi em chào các bác nhá. Em phải lấy cây thuốc
cho vào túi và đi, bởi vì là ở đây thì không thể vừa đi vừa chia sẻ cho các bác được. Thứ nhất là vừa đi vừa chia sẻ các bác thì cái video nó sẽ quay rất là nhanh. Đấy, khi mà các bác nhìn xem ấy thì các bác sẽ khó xem. Với lại cái thứ hai nữa là vừa đi vừa quay thế này nó điện thoại nó sẽ bị ướt về mưa này ấy. Vậy thôi thì chia sẻ với các bác một cây thuốc, một cây hoàng đằng, một cây thuốc quý, giống của một cây thuốc thôi, chứ còn không có rễ của nó em được rất là ít. Rễ của nó thì được rất là ít. Tuy nhiên là bác nào mà muốn lấy về trồng ấy thì các bác liên lạc với em. Các bác có thể lấy một vài cây về các bác, và các bác cứ lấy 3 4 cây về các bác trồng. Còn nếu mà các bác cứ tí em về em sẽ để số điện thoại ở trên video á. Bác nào cần thì gọi điện cho em nhé. Đấy, cả hai bạn về hết rồi. Thôi em chào các bạn nhé. Đây này, các bạn nhìn thấy chưa? Tối tối vào thì nữa lại mưa ầm ầm bây giờ.